Địa tạng Bồ Tát bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 97 Tập 97 Xin mời mở bản kinh ra Phần Khoa Chú Nguyễn Hạ Trang 82 Trang 82 đến ngược Đến hàng thứ hai Dục tu vô thượng bồ đề giả Nải chí xuất ly tam giới khổ Thị nhân ký phát đại bi tâm Tiên đương chim lễ đại sĩ tượng Nhất thiết chư nguyện tốc thành tựu Vĩnh vô nghiệp chướng năng và chỉ Đoạn này có tựa là Tụng thành tựu độ sanh dục tu vô thượng bồ đề giả đây là bồ tát phát tâm vô thượng bồ đề chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác xuất ly tam giới khổ người tiểu thừa cũng làm được trong phật pháp đều gọi họ là người chân thật giác ngộ nỗi khổ trong tam giới thực sự mà nói là khổ không thể tả người thực sự giác ngộ nhất định sẽ muốn vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi trong tam giới tam giới chính là lục đạo Tam giới là chỉ dục giới, sắc giới, vô sắc giới Từ trên kinh Phật nói về tứ thiền Chúng ta có thể hiểu được Đỉnh trời của một đơn vị thế giới Là cõi sơ thiền Đỉnh trời của tiểu thiên thế giới Là cõi nhị thiền đỉnh trời của trung thiên thế giới là cõi tam thiền đỉnh trời của đại thiên thế giới là cõi tứ thiện cho nên bạn mới hiểu được nói tam giới hay nói lục đạo ý nghĩa đều như nhau khu vực giáo hóa của một vị phật là một đại thiên thế giới các vị phải hiểu chỉ có một cõi trời tứ thiện và có đến một nghìn cõi trời tam thiện những gì trong kinh giáo nói chúng ta phải biết đại thể dục tu vô thượng bồ đề không những là thoát khỏi lục đạo mà còn thoát khỏi thập pháp giới mong cầu phật quả cứu cánh viên mãn đây là người có chí nguyện tầm nhìn rộng lớn thoát khỏi tam giới đây là người có tầm nhìn tương đối nhỏ nhưng cũng là vô cùng vô cùng hiếm có người này đã phát tâm đại biên phải làm thế nào Để thỏa nguyện của họ Tiên đương chim lễ đại sĩ tượng Đây tức là trước tiên phải thành tựu chính mình Ý nghĩa của chim lễ Phần trước đã nói rất nhiều rồi Nên chỗ này không cần lặp lại Quan trọng nhất vẫn là phải y giáo tu hành Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Hộ Pháp Hộ trì chánh Pháp Dựa theo tiêu chuẩn Trên Kinh Hoa Nghiêm để nói Thì hiện nay hiếm có người hộ Pháp Pháp là gì? Pháp là giáo, lý, hành, quả, Phải hộ bốn loại Pháp này cho viên mãn Thế mới gọi là hộ Pháp chân chánh Mới là tiêu chuẩn mà Phật đã nói Chúng ta nói hộ trì đạo tràng Hộ trì Pháp sư đạo đó là không được Cái đó nếu so với tiêu chuẩn của Phật Vậy là không phải hộ Pháp Cho nên lời Phật nói trên Kinh Nhất định phải có sự thấu hiểu tương đối sau đó mới biết làm như thế nào mới là đúng như pháp giáo mà phật dạy chúng ta giáo có bốn loại giáo lý hành quả chúng ta phải tu như thế nào phải tính giải hành chứng chúng ta đối với giáo phải tin phải tin lời chỉ dạy của phật lý phải giải hành phải tu quả phải chính cho nên bản thân chúng ta phải làm được tính giải hành chứng hai câu sau cùng Nhất thiết chư nguyện tóc thành tựu Vĩnh vô nghiệp chướng năng già chỉ Hai câu này là nói sau khi Chính mình thành tựu rồi Phải giáo hóa tất cả chúng sanh Chư Phật như Lai thị hiện Trong Pháp giới chúng sanh cũng thường hay thị hiện có nghiệp chướng các dịp phải biết nghiệp chướng đó là thị hiện đều là phương pháp giáo hóa là nghi thức dạy học của các ngài chứ không phải là thật khiến cho kẻ phàm phu chúng ta cảnh giác sâu sắc sự đáng sợ của nhân quả mật thánh nhân thế gian như khổng lão phu tử chúng ta đọc ở trong truyện ký thấy khổng tử bị đói ở nước trần ngài cũng bị đói mà Thích Ca Mâu Ni Phật Cũng đã từng bị quả báo Ăn lúa mạch của ngựa ba tháng Gặp phải lúc mất bùa Đói khát đi bác Không có người cúng dường Đây là hiển thị điều gì Hiển thị nhân quả Cho dù Thành Phật thành Thánh Cũng không có cách gì Chuyển đổi nhân quả được trước đây đại sư bá trượng nói rất hay bậc đại tu hành không mờ nhân quả không phải không có nhân quả không mờ là sao đối với nhân quả biết rất rõ ràng rất minh bạch cho nên lúc thọ báo họ rất sẵn lòng đón nhận biết được cái mà ta nhận hiện nay do nhân ta tạo trong quá khứ là gì nên hiện nay phải gặp quả báo này biết rất rõ ràng minh bạch không giống như người thế gian Người thế gian khi gặp phải quả báo Tất cả khổ nạn họ không biết Không hiểu là do nguyên nhân gì Cho rằng là do người khác gây ra cho mình Họ oán trời trách người Nên lúc thọ báo Vẫn là tạo tội nghiệp Cứ như vậy mà nhân quả tuần hòa Nên họ mỗi lúc một tệ hơn Bị đọa lạc xuống Người sáng suốt khi họ thọ quả báo, họ không bị đọa lạc Họ dần dần nâng cao cảnh giới Vì là khác nhau rồi Họ thật sự hiểu được Giọt nước, hạt cơm đều do tiền định Tức là gặp phải người khác phá hoại chúng ta, tổn hại chúng ta Là do trong đời quá khứ chúng ta đã làm tổn hại họ Ngày nay họ đến làm tổn hại ta Đây là báo ứng Ta biết rõ Ta đón nhận Tiếp nhận một cách rất vui vẻ Không có một chút oán hận nào Vậy là nút thắt này được tháo gỡ rồi Lần sau gặp mặt lại Thì hết chuyện rồi Đây mới là cách giải quyết vấn đề Tuyệt đối không được dùng tâm báo thù Để giải quyết vấn đề Các vị phải biết như thế là không thể giải quyết được rồi trả thù bạn giết họ bạn diệt cả tộc của họ thì đời sau họ cũng diệt cả tộc của bạn giống như vậy nhân quả tuần hoàn càng diễn biến càng tàn khốc hay nói cách khác càng đọa lạc càng sâu vậy thì đâu phải là cách giải quyết vấn đề chứ cách giải quyết vấn đề đích thực là tháo gỡ nút thắt Tháo gỡ nút thắt oan khuất này Tất cả mọi quả báo bất thiện Đều phải là đón nhận Bạn mới có thể hóa giải được Vì thì trên đường Bồ Đề Bất luận là mình tu hành hay hoàn pháp lợi sanh Đều không có chướng ngại Chư Phật Bồ Tát thi hiện Đủ dạng hình tướng này Đều là khiến cho chúng ta giác ngộ Để cho chúng ta hiểu rõ Cũng là chỉ dạy chúng ta cần phải làm như thế nào Nói thật ra đây chính là sống Phật dạy chúng ta sống Dạy cho chúng ta cách làm người sự thế Chim lễ đại sĩ tượng Ở trong đây quan trọng nhất là hiếu kính Hiếu kính Phải mở rộng đến đâu Mở rộng đến với tất cả người ác Tất cả oan gia Đều phải dùng tâm hiếu kính Nguyện thứ nhất của Bồ Tát Phổ Hiền Dạy chúng ta lễ kính chư Phật Kính chính là hiếu kính Tuyệt đối không có phân biệt Không có thứ bậc Có như vậy Thì bạn thật sự là đang tu hành Thật sự đang chuyển nghiệp Nghiệp chuyển rồi Thì quả báo sẽ chuyển Xin xem tiếp đoạn này dưới đây Hữu nhân phát tâm niệm kinh điển Dục độ quần mê siêu bỉ ngạn Tuy lập thi nguyện bất tư nghị Toàn độc toàn vong đa phế thất Tư nhân hữu nghiệp chướng hoặc cố Ư đại thừa kinh bất năng ký Đoạn thứ tư Nói về việc cầu trí huệ đoạn này tương đối dài một chút trước tiên nói tại vì sao bạn không có trí huệ là do bạn có nghiệp chướng trong đời quá khứ nó chướng ngại trí huệ của bạn tuy gặp được phật pháp gặp được bạn lành bạn hiểu rõ rồi Bạn phát tâm Phát tâm rất tốt Phát tâm nghiên cứu giáo lý Học kinh Mục đích là giúp tất cả chúng sanh khai ngộ Giúp tất cả chúng sanh lìa khổ Đây là tâm bồ đề rộng lớn Thông thường nói Nếu bạn thật sự phát tâm nguyện rộng lớn này thì nhất định sẽ được chư phật hộ niệm đây là sự thật tuy được chư phật hộ niệm nhưng trí huệ chúng ta vẫn không khai mở như thường đây là do chính mình có nghiệp chướng chư phật như lai không có cách gì tiêu nghiệp chướng cho chúng ta được vô phương Đạo lý này mọi người nhất định phải biết. Không phải Phật Bồ Tát không phù hộ bạn, không quan tâm bạn, Phật Bồ Tát thật sự phù hộ, thật sự quan tâm, nhưng bản thân bạn tạo nghiệp chướng nên Phật Bồ Tát đối với điều này đành phải chịu. Nghiệp chướng nhất định phải tự chính mình tiêu. Phật Bồ Tát nói cho bạn biết phương pháp. Nói cho bạn biết những đạo lý này, đó là những gì trên kinh điển này nói hiểu rõ lý rồi ta tin lời giáo huấn của phật hiểu rõ lý rồi vậy cho chúng ta phương pháp ta phải làm theo như thế gọi là tu hành bạn mới có thể tiêu nghiệp chướng được tiêu nghiệp chướng phương pháp căn bản nhất có hiệu quả nhất chính là hiếu cho nên kinh địa tạng cũng là bộ kinh căn bản Đạo lý là ở chỗ này Chúng ta có thể hiếu thảo với cha mẹ Hiếu thuận tất cả chúng sanh Tôn kính cha mẹ Tôn kính tất cả chúng sanh Thì nghiệp chướng gì cũng được tiêu trừ Thật sự có tâm hiếu kính Mà vẫn còn tạo nghiệp hay sao Vẫn còn dùng ác ý đối với tất cả chúng sanh hay sao Là không thể rồi Đó là thật sự đoạn dứt tất cả ác Tu tất cả thiện Cho nên bạn mới biết hiếu kính là căn bản Tại vì sao Phật ở trên kinh này nhiều lần dạy chúng ta Tiên đương chim lễ đại sĩ tượng Đạo lý là ở chỗ này Sở dĩ bạn có nguyện rất tốt Phật Bồ Tát cũng quan tâm bạn Nhưng bạn đọc kinh bạn vẫn đọc rồi liền quên Cho dù nghe nhiều Cũng không thể khai ngộ Người này có nghiệp chướng Mê hoặc Cho nên không thể đọc tụng Ghi nhớ kinh đại thừa được Dưới đây dạy chúng ta Phương pháp Cúng dường địa tạng dĩ hương hoa y phục ẩm thực chư ngoạn cụ trong phần văn trường hàng phía trước đã nói rồi vậy cho chúng ta phương pháp tu hành cúng dường cái gì thử nghĩ xem nếu như không có hiếu kính thì làm sao có thể cúng dường được chứ mười nguyện của bồ tát phổ hiện nguyện sau lấy nguyện trước làm nền tảng giống như chúng ta xây nhà nguyện thứ nhất là tầng đầu tiên nguyện thứ hai là tầng thứ hai bạn không xây tốt tầng thứ nhất thì làm sao bạn xây tầng thứ hai được chứ xây xong tầng thứ hai mới có thể xây tầng thứ ba là cùng một đạo lý mà cho nên phía sau đều là xây dựng trên nền tảng của phía trước sau đó mới biết pháp môn địa tạng là nền móng tu hành của bồ tát quán âm là từ bi từ bi là phát xuất từ trong địa tạng nếu bạn không có hiếu kính thì làm sao có từ bi được chứ từ bi mà không có hiếu kính là từ bi giả rồi chắc chắn họ có ý đồ có mục đích Nói một người không hiếu thảo cha mẹ Mà đi hiếu thảo với người khác Đâu có loại đạo lý này chứ Vậy là không hợp lý Không có lễ kính Thì làm gì có tán tháng được Không có lễ kính mà tán tháng Chúng ta biết đó là Hư ngụy giả dối không phải thật Không có lễ kính mà cúng dường Đó là bờ đỡ nịnh nọ Cho nên hiếu kính là nền tảng Nếu chúng ta muốn có thành tựu đích thực Trong Pháp Thế gian và Phật Pháp Thì phải bắt tay từ chỗ này Làm sao có thể thật sự làm được hiếu kính đây? lý luận trong kinh điển phải thấu triệt. Bạn mới hiểu rõ hiếu kính là tánh đức, là nền tảng của tánh đức. Bộ kinh này là khai mở hiển bày tánh đức của chúng ta. Cho nên từ hạnh nguyện phổ hiện, bạn xem, còn lễ kính có xưng tán sau đó mới có cúng dường cúng dường bồ tát dùng hương hoa y phục ăn uống các họa cụ những ý nghĩa tượng trưng này phần trước cũng đã nói qua rồi trong thời hiện đại này của chúng ta thực sự là thời đại có nhiều tai nạn không những chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng mà nghiệp chướng của chính mình cũng sâu nặng giống như vậy chúng ta cần phải nghĩ đến làm sao để giúp đỡ chính mình làm sao để giúp đỡ người khác suy nghĩ chính mình tu học thuận tiện như thế nào thì cũng phải làm cho người khác thuận tiện như vậy nên biết là Phật pháp không có pháp cố định. Trên kinh thường hay chỉ dạy chúng ta nguyên tắc tùy loại hóa thân. Tùy cơ thuyết pháp. Chữ tùy nghĩa là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức bạn không thuận không tùy không những không độ được chúng sanh mà cũng không thể độ được chính mình tại vì sao không thể độ được chính mình vậy không thể tùy chính là chấp trước chính là phân biệt chấp trước không đột phá được tâm chấp trước thì không thể ra khỏi lục đạo đạo lý này chúng ta phải biết cho nên phải biết tùy thuận. Trong thế gian thực sự là có rất nhiều chướng duyên yêu ma quỷ quái ma chướng có loại hữu hình có loại vô hình loại vô hình là quỷ thần loại hữu hình chính là hết thảy người sự và vật mà chướng hình thành như thế nào vậy đều là do vô lượng kiếp từ trước cho đến nay chính mình tạo tác ác nghiệp ác nghiệp sẽ tạo thành chướng ngại thiện nghiệp cũng sẽ tạo thành chướng ngại thiện nghiệp là ái duyên chúng tôi thường hay nghe thấy đồng tu nói đức phật dạy chúng ta phải xả phải buông xả tôi thì không thể buông xả con cháu được rồi đó là gì ái duyên không thể buông xả oán hận oan gia đối đầu được không thể buông xả ý nghĩ báo thù ái duyên cũng không buông xả được thì đều biến thành chướng ngại rồi đây là nghiệp mà trước kia đến nay đã tạo chúng ta tự mình phải hiểu phải sáng tỏ phải giác ngộ Làm thế nào mới thật sự giác ngộ đây Biết được là phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng Trong Kinh Kim Ca nói rất hay Ngã nhân chúng sanh thọ giả Đều là giả Đều không thể được cho nên nếu như bạn có trí huệ bát nhã Biết được muôn pháp đều không Biết nhân quả Bất không Biết được tất cả pháp hữu vi mộng huyễn bọt bóng Thì tâm bạn liền thanh tịnh ngay Đứng trước tất cả pháp Không lấy không bỏ Thì ma sẽ không khởi tác dụng với bạn rồi không thể làm chướng ngại bạn được lúc này đúng như lời trên kinh lăng nghiêm nói bạn có thể chuyển cảnh giới không bị cảnh giới chuyển nữa rồi nhược năng chuyển cảnh tắt đồng như lai có như vậy mới thật sự vĩnh viễn thoát khỏi ma não hại có thể thấy vĩnh viễn thoát khỏi ma não hại không phải tìm nơi nào để trốn tránh là không thể trốn tránh được đâu vĩnh viễn thoát khỏi ma não hại là phải nhìn thấu chân tướng sự thật toàn là giả mà hết thảy đều không là mộng mà cho dù là loại ma bên ngoài vô hình này cũng không thể bám vào đâu được tại vì sao không bám được vậy bạn không có chỗ bám bạn có chỗ bám họ mới bám được bạn không có chỗ bám mà đạo lý này chúng ta phải hiểu bạn có ngã thì bạn sẽ bị hại vô ngã thì ai bị hại đây vô ngã thì không có bị hại rồi tại vì sao tất cả chúng sanh phải bị chướng ngại là gì? Vì có ngã Hoàng gia đối đầu muốn trả thù Anh ở đó tôi tìm ra anh rồi Tôi đến báo thù anh Nếu như bạn không có Không có ngã Dù họ có tìm cũng không tìm ra Trước đây lúc Lão Hòa Thượng Đạo Nguyên truyền giới có kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện Ngài kể thời xưa Có một vị thiền sư nọ Tên gì thì tôi tự nhiên quên mất rồi Công phu thiền định rất tốt Sau khi nhập định Thì tâm cảnh đều không Khi tuổi thọ Ngài đã hết Vua Diêm La phái hai tên tiểu quỷ Đến bắt Ngài bởi vì Ngài nhập định tâm cảnh đều không Nên hai tên tiểu quỷ không tìm thấy Mới hỏi người ta Ông ta đi đâu rồi Ngài vẫn ngồi ở chỗ đó Mà họ không tìm thấy Bởi vì trong định Nên ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng Thấy đều không còn Có người nói cho tiểu quỷ biết Cái vật mà Ngài thích nhất là chiếc bát của Ngài Tiểu quỷ liền biết điểm yếu Bèn gõ vào cái bát của Ngài Vừa gõ vào thì Ngài liền xuất định Tiểu quỷ liền bắt Ngài đi ngay Đây chính là nếu bạn còn mấy mây chấp trước Thì bạn sẽ bị người ta bắt được Cho nên Hệ có yêu thích Là đều có phiền phức Hay nói cách khác Bạn không thể qua mắt được tiểu quỷ Họ có thể dẫn bạn đi bất cứ lúc nào Đây chính là chưa có buông xả triệt để Chúng ta phải biết Phật dạy chúng ta ngay cả Phật Pháp cũng không phải là thật Trên Kinh Kim Cang nói rất hay Pháp còn phải xả huống hộ phi Pháp Phật Pháp cũng không được phép chấp trước cái đạo lý này phải biết Hướng hồ là pháp thế gian pháp thế gian và xuất thế gian đều không để ở trong tâm ta dùng nó ta không chấp trước nó ta dùng nó ta cũng không có phân biệt nó khiến cho tâm địa vĩnh viễn thanh tịnh bố thí cúng dường như vậy Mới là thật sự được phước Phước vô lượng vô biên Phước này xứng tánh Nếu như vẫn còn phân biệt chấp trước Thì phước này không phải xứng tánh rồi Trên kinh gọi là Phước báo hữu lậu Biến thành phước báo hữu lậu trong tam giới tu học Các bạn đồng tu suy nghĩ xem Nếu không phải cùng nhau nghiên cứu mỗi ngày Cùng nhau thảo luận mỗi ngày Huân tập mỗi ngày Tập khí nghiệp chướng của chúng ta rất nặng Vừa quay đầu là mê rồi Cho nên đạo tràng thời xưa rất hay Hay ở chỗ là huân tập trường kỳ Là hay ở chỗ này Mỗi ngày giảng kinh Thời gian giảng kinh là dài Hiện nay chúng ta là mỗi ngày giảng kinh Hai giờ đồng hồ Nếu so với ngày xưa là giảm một nửa rồi Nếu như dựa theo tiêu chuẩn của Phật Bạn xem trên kinh nhân dương nói Nhị thời giảng kinh Là nói mọi người cùng nhau học tập Nghiên cứu thảo luận Hạ à, công phu ở trên giáo lý hành quả Nhị thời là 8 giờ đồng hồ hiện nay Kinh Phật nói là tính theo giờ Ấn Độ xưa Ngày đêm một ngày chia thành 6 thời Ngày ba thời đêm ba thời cho nên nhị thời một thời của nó là bằng với bốn giờ đồng hồ hiện nay của chúng ta nhị thời tức là tám giờ đồng hồ cho nên thời đại đó của phật những người đó tu hành chỉ thích cabu ni phật làm sao họ không chứng quả được chứ một ngày tám giờ đồng hồ thảo luận kinh giáo thì họ còn công phu khởi vọng tưởng gì được nữa Ngày nay chúng ta Biến nó còn có một phần tư Là hai giờ đồng hồ Nó thật ra là không đủ Mức thấp nhất Là phải được bốn giờ đồng hồ Mỗi ngày có bốn giờ đồng hồ Nghiêm túc nghiên cứu thảo luận Chỉ ít Phải có bốn giờ đồng hồ niệm Phật Đây là nói mức thấp nhất không thể thấp hơn tu hành chúng ta hiện nay hiểu rõ rồi chỉ có pháp môn niệm phật là có thể tin cậy được những pháp môn khác trên lý mà nói là bình đẳng không có khác biệt nói trên sự thì rất khó không dễ dàng hay nói cách khác không phải căn tánh của chúng ta nghiệp chướng của chúng ta quá nặng chỉ có niệm phật đới nghiệp giảng sanh thì chúng ta mới có thể làm đến được Sự việc này chỉ cần thật làm Thì không có người nào không thành tựu Tối hôm kia Tôi đến dùng cơm tại tiệm Hồng Cát Nghe nói hiện nay việc buôn bán của họ rất ảm đạm Tôi đến thăm họ xem Hiện nay rất ảm đạm Nhìn thấy ở nơi đó Có một đĩa CD Là nói về người tử tù giảng sanh Chúng tôi có mang mấy đĩa về Nói với hội trưởng lý hội trưởng lý nói ông biết chuyện này người tử tù này sau khi đi rồi việc hậu sự cũng là do ông lo liệu tôi hỏi ông có phải là ông giảng hay không ông nói không phải ông giảng có một vị cư sĩ họ tô giảng nói nghe nói cư sĩ tô hiện nay cũng quay đầu chuyên tâm niệm phật vì tận mắt nhìn thấy sự thật cho nên cư sĩ lý đã độ không ít người ở trong tù thật sự giảng sanh cư sĩ tô với người này rất quen biết nhau ông chăm sóc ông ấy căn dặn ông là ba chuyện thứ nhất là lúc anh bị hành hình anh phải lớn tiếng niệm phật ông nói được tôi làm được điều thứ hai là lúc anh đi anh phải có tướng lạnh không được chảy máu từ bảy lỗ trên thân đó là bị xử treo cổ ông nói được tôi cũng đồng ý thứ ba anh phải lưu lại một chút xá lợi cho chúng tôi thấy để làm chứng minh ông nói được tôi đồng ý tất cả cuối cùng sau khi ông chết rồi quả nhiên là như vậy sau khi xử treo cổ tay sắc tướng rất tốt rất bình thường là hoàn toàn khác với người bị tử hình thông thường lúc đem thiêu thật sự là có xá lợi cho nên có đồng tu hỏi có phải ông ấy tự biết không không phải do nguyện hạnh ông có nguyện lực này mới có thể làm đến được ngay cả một người tử tù cũng có được tướng lành như vậy Ông thật sự giảng sanh Cái niệm cuối cùng đó của ông Là đi theo tiếng niệm a di đà Phật Không giả chút nào Ngày bị xử tử Chính là biết trước giờ đi rồi Đi trong tiếng niệm Phật trinh Kinh nói sau cùng Đó là một câu Phật hiệu Nên chắc chắn giảng sanh Lúc còn sống Tạo tội nghiệp ra sao Làm việc sai như thế nào nếu trước lúc chết Bạn thật sự có thể hối cải, Sám hối giảng sanh Trên kinh Phật có thí dụ rồi Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật Nói giữa A-xà thế Đã tạo tội ngũ nghịch lâm chung sám hối Phật trên kinh a Già Thế Dương nói cho chúng ta biết Ông giảng sanh là Thương phẩm trung sanh Chúng tôi đọc xong Cũng thấy vô cùng kinh ngạc Tao tội nghiệp nặng như vậy Tội nghiệp A Tỳ Địa Ngục Chúng ta nghĩ ông giảng sanh có lẽ là ở mức hạ phẩm Giảng sanh ở ba phẩm hạ Chúng ta cảm thấy như vậy là rất bình thường Không biết ông là thượng phẩm trung sanh Cho nên sức mạnh của sám hối Là không thể nghĩ bà Đây là gặp được thiện tri thức Chân thật mà hướng dẫn cho ông Kiến thiện căn Phước đức Trong đời quá khứ của ông Liền hiện tiện Sau khi nghe xong Liền sanh khởi tâm sám hối chân thật Đây cũng là điểm chúng ta cần phải học tập Cho nên nếu bạn thật sự tu Thì sẽ thật sự có cảm ứng Đây là chúng ta nói đến cúng dường Nó phải được sanh khởi lên từ trong tâm hiếu kính Đồ cúng đều là tượng trưng Dĩ tịnh Thủy An Đại Sĩ Tiền Nhất Nhật Nhất Dạ Cầu Phục Chi Phần trước đã giảng qua rồi Đây là cầu cảm ứng Tịnh Thủy là do oai thần của Bồ Tát Gia Trị bạn cúng lên một ngày một đêm bạn tu học nghiêm túc đúng như pháp như vậy mới có thể cảm ứng dưới đây còn có hai đoạn phá ơn trọng tâm thận ngũ tân Tủ nhục tà dâm cập vọng ngữ Tam thất nhật nội vật sát hại Chí tâm tư niệm đại sĩ danh Đây là nói bạn chuyên tu Đây là hẹn ngày cầu chứng Pháp này phải tu tam thất là 21 ngày 21 ngày này phải phát tâm ân trọng tu học trong khoảng thời gian này phải cử ngũ tân ừ. ngũ tân ừ. trong ừ. chú giải phía trước có nói rồi nên ở đây Đã tỉnh lược bớt Chỗ này trích dẫn lời trong Kinh Lăng Nghiêm Nói với chúng ta biết Tại vì sao Phải cử ngũ tân Câu sau cùng hàng thứ nhất Trong chú giải Lăng Nghiêm Vân Thực thực phát dâm Sanh đạm tăng khỏe Đây là lời giáo giới Của Phật Đối với người mới học Vì sao vậy? Ăn những thứ này Sẽ sanh ra chướng ngại Đối với sinh lý Đạo lý nó là như vậy Chúng ta muốn giảm bớt chướng ngại Vì vậy mà đối với việc ăn uống Không thể không lựa chọn rồi Tuy nhiên phải biết năm xưa lúc thế tôn còn tại thế khi đi bác đi bác người ta cho cái gì thì ăn cái đó hoàn toàn không có phân biệt chấp trước khi bạn đi bác những người cúng dường này cũng chưa chắc là có học phật cũng chưa chắc là hiểu được phật pháp Cho nên cho cái gì thì ăn cái đó Thế nhưng trong khi thật sự tu Pháp Thì chúng ta không thể không lưu ý Người thế gian hiện nay Nói đến ăn uống Chỉ biết chú trọng đến vệ sinh Sinh là sinh lý cử ngũ tân là bảo vệ sinh lý không những là sinh lý mà còn có tính tình nữa người biết chú trọng bảo vệ sinh lý bảo vệ tính tình không nhiều người chú trọng vệ sinh thì rất nhiều rất phổ biến còn biết bảo vệ tính tình của mình thì rất ít tính chất của ngũ tân không tốt nó ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta nấu chính thức ăn này thì nó kích thích hóc môn tăng trưởng dẫn đến sự kích thích dẫn đến phát dâm Đây là ăn chính Còn ăn sống thì Sẽ dẫn đến chứng can hỏa Sanh nóng giận Đạo lý là ở chỗ này Tại vì sao Phật nói không được ăn năm thứ này Đạo lý là ở chỗ này Chúng ta xem thấy hoa nghiêm trong Hoa Nghiêm nói với chúng ta Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại Vậy năm thứ này có phải có ngại hay không? Năm thứ này cũng không có ngại Do công phu của bản thân bạn không đủ Công phu của bạn chưa tới Nên nó mới sanh ra chướng ngại đối với bạn Nếu bạn thật sự có định công Thì nó không có chướng ngại gì rồi Đây là điều cần phải hiểu rõ phải cử ngũ tân Dưới đây là Tử nhục Đây là đồ tanh, tanh hôi Đây là nói rõ, ăn chay Tà dâm cặp vọng ngữ Câu này chính là nói Thập thiện nghiệp Nhất định phải đoạn dứt Mười nghiệp ác tu mười nghiệp thiện Bạn trong tam thất 21 ngày này Đây là trì giới niệm Phật Ở đây là niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng Hay nói cách khác Hiện nay gọi là nhập thất Địa Tạng Kỳ hạn của thất Địa Tạng là ba thất Ba thất là 21 ngày Chuyên trì danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng Chữ mấu chốt ở đây là Chí tâm tư niệm Không phải niệm bằng miệng Tâm phải chân thành đến cực điểm niệm danh hiệu bồ tát địa tạng danh hiệu tương ưng với đức vậy thì bạn niệm tương ưng rồi niệm danh hiệu liền nghĩ đến đức hạnh chứ không phải niệm suông câu danh hiệu này là nghĩ đến hành nghi của bồ tát địa tạng Lòng từ bi của Bồ Tát Địa Tạng, lời giáo huấn của Bồ Tát Địa Tạng. Bạn liền nghĩ đến điều này. Nghe danh, bạn có thể nghĩ đến nhắc nhở bản thân mình, thấy tướng cũng có thể nghĩ đến. Chúng ta liền nghĩ đến y giáo phụng hành. Vậy gọi là tương ưng. Cổ Đức nói: một niệm tương ưng một niệm phật niệm niệm tương ưng niệm niệm phật bạn phải niệm cho tương ưng nếu như chỉ niệm danh hiệu bồ tát mà vẫn cứ khởi vọng tưởng vẫn cứ tạo tội nghiệp như cũ vậy thì niệm làm gì chứ hàng sơn thập đắc trước đây cười nhạo những pháp sư ở chùa quốc thanh Niệm Phật Đau mồm rác họng cũng chỉ uổng công Nguyên nhân gì? Không tương ưng Niệm phải tương ưng Từ trong danh Danh nhất định phải nghĩ đến Giáo, lý, hành, quả Đây là chánh niệm cho nên từ trong niệm câu danh hiệu này là đã đầy đủ tính giải hành chứng bạn nói công đức này lớn biết bao nếu như niệm câu danh hiệu này mà không có liên quan gì với tính giải hành chứng thì đó chính là đau mồm sắc họng cũng uổng không rồi Bất luận tu học pháp môn nào Cũng phải luôn hiểu rõ Nguyên lý này Đoạn sau cùng này là nói quả báo Tức ư mộng trung kiến vô biên Vô biên chính là vô biên thân Của Bồ Tát Địa Tạng Vô biên thân là nói hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng Vô biên là nhiều Vô lượng vô biên Chúng sanh có cảm Phật Bồ Tát liền có ứng Ở trong mộng Bạn nhìn thấy Hóa thân của Bồ Tát địa tạng Bồ Tát xoa đánh cho bạn Thọ ký cho bạn Cảm ứng đạo giao Sau khi Tỉnh dậy rồi Bạn liền Thông minh căn tánh của bạn được nhanh nhạy những gì bạn cầu được cảm ứng tinh thị kinh giáo lịch nhĩ căn sau này bạn đọc kinh nghe kinh trở lại thiên vạn sanh trung vĩnh bất vong câu nào cũng dân dữ cũng nhớ kỹ cũng có thể Y giáo phụng hành Cho nên phần trước Chữ mấu chốt nhất trong tu học là Chí tâm tư niệm Là ở bốn chữ này Chúng ta ngày nay dựa theo phương pháp này tu Tại vì sao không có hiệu quả gì Là do chúng ta chưa làm được bốn chữ này Ngày nay chúng ta làm chỉ là hình thức Mở khóa thất địa tạng Làm giống như bộ dạng đó Nhưng thật ra Trong tâm Cứ nghĩ ngợi lung tung Không có thành ý Cho nên những gì mong cầu Không thể tương ứng đừng nói mở khóa ba thất không tương ưng mà ba mươi thất nữa cũng vẫn là không tương ưng trên kinh nói không sai do bản thân chúng ta làm sai rồi nếu như tương ưng nói lời thành thật người xưa tế tự họ trai giới ba ngày là có cảm ứng rồi Đâu có lý nào 21 ngày mà không có cảm ứng chứ Dĩ thị đại sĩ bất tư nghị Năng sử tư nhân hoặc thử tuệ Đây là nhờ oai thần không thể nghĩ bàn Của Bồ Tát Địa Tạng Gia trị. Thật ra cũng là do chính mình chí tâm chiêu cảm nên Phần trước đã nói qua với các vị rồi Chân thành đến cực điểm Thì tánh đức hiển lộ Cho nên mới có hiệu quả như vậy Điều này ở trên lý Cũng có thể nói trôi chảy được Đây là phương pháp cầu trí huệ Mời xem Kinh Văn Coi chú Quyển Hạ Trang 85 Kinh Văn Hàng Thứ Ba Bần cùng chúng sanh cặp tật bệnh Gia trạch hương suy quyến thuộc ly thùy mộng chi trung tất bất an cầu giả quai vi vô xứng toại đoạn này là kệ tụng chuyển tai nạn những gì trên kinh nói chính là những điều mà hiện nay chúng ta gặp phải Cho nên phẩm kinh văn này Sau khi chúng ta đọc xong Thấy cảm xúc sâu vô cùng Từng câu từng chữ Đều là nói tình trạng hiện thực của chúng ta Phật Bồ Tát dạy chúng ta Phương pháp tu học Làm thế nào thay đổi Hoàn cảnh sống của chúng ta chuyển đổi nghiệp chướng của chúng ta Cho nên trong phẩm kinh này Chúng ta cũng nhìn thấy Thế Tôn vô cùng tự bi Sau khi Dùng văn trường hàng nói rõ ràng Cho chúng ta biết Ngài còn dùng kệ tụng nói lại một lần nữa Chẳng qua là làm tăng thêm ấn tượng Cho chúng ta học tập trong bài kệ này cũng là nói về sự thật tai nạn. Hiện nay chúng sanh trong thế gian này rất nhiều người nghèo khổ. Người giàu sang suy cho cùng là thiểu số. Chúng ta phải thường suy nghĩ đến những chúng sanh nghèo khó khổ nạn này bệnh tật của họ không chỉ là thân bệnh mà còn tâm trạng bất an trí huệ không khai mở đây là tâm bệnh nó còn nghiêm trọng hơn cả thân bệnh thân bệnh cần phải có thuốc men để chữa trị để điều dưỡng tâm bệnh cần phật pháp giúp chúng ta phá mê khai ngộ phật dạy chúng ta tất cả pháp từ tâm tưởng sanh câu nói này là chân lý chỉ một câu là nói rõ cội nguồn của y chánh trang nghiêm hư không pháp giới một câu là nói rõ từ tâm tưởng sanh tâm thiện tưởng thiện thì cảnh giới sẽ thiện tâm mê hoặc tưởng tà ác thì hoàn cảnh sẽ xấu ác đây là phật nói cho chúng ta biết tình trạng chân thật Chân tướng của vũ trụ nhân sanh Thật sự sáng tỏ Giác ngộ rồi Thì họ sẽ điều chỉnh từ trong tâm địa Đem ý nghĩ ác Trước đây Xả bỏ thật sạch sẽ hình thành một cái tâm thuần thiện cái tâm thuần túy lợi ích tất cả chúng sanh thì cảnh giới trước mắt của chúng ta sẽ dần dần chuyển thành tốt đẹp hơn nữa tốc độ chuyển đổi rất nhanh Sau đó những gì mong cầu Đều được mã nguyện Bài kệ này Dưới đây là dạy cho chúng ta Phương pháp tu hành Chí tâm chim lễ địa tạng tượng Mấu chốt là ở chí tâm Chim lễ địa tạng tượng Là hiếu kinh Thật tâm noi theo đức đại hiếu kính của Bồ Tát Địa Tạng Nhất thiết ác sự giai tiêu diệt Vậy là tâm chuyển cảnh giới rồi Không còn bị cảnh giới chuyển nữa Chí ư mộng trung tận đắc an Khi bạn ngủ sẽ được yên nhất Ý thực phong nhiêu thần quỷ hộ Những gì bạn mong cầu Đều được mãn nguyện Mấu chốt của sự tu hành là phải nói theo Bồ Tát Địa Tạng Học tập đức đại hiếu kính của Bồ Tát Địa Tạng Hiếu thuận tất cả chúng sanh Tôn kính tất cả chúng sanh Tất cả chúng sanh là bao gồm hết thảy người, hết thảy sự, hết thảy vật Có như vậy mới có thể nhanh chóng Chuyển đổi trở lại được Hàng thứ nhất Trong chú giải Trang 86 Y thực phong nhiêu Các bạn xem Chữ phong có cần sửa đổi lại không Nó là y phong phong nhiêu Có một chữ sai là y thực hãy sửa lại chúng ta xem tiếp bài kệ tụng dưới đây dục nhập sơn lâm cập độ hải độc ác cầm thú cập ác nhân ác thần ác quỷ tính ác phong nhất thiết chư nạn chứ khổ não đây là tụng lại việc ra ngoài đi du lịch thường hay gặp phải một số tai nạn bạn đi du lịch trên đất liền phải đi qua những nơi núi rừng những nơi này đều có rắn độc thú dữ trộm cướp thường hay ẩn nấp cặp độ hải là đi qua biển biển có sóng dữ thời xưa thuyền thường không lớn bên dưới là ác thần ác quỷ tính ác phong ác phong là chỉ đi qua biển rất dễ gặp phải những tai nạn này ác thần ác quỷ sự việc này cũng thật sự có lần trước cư sĩ lôi ở nơi đây đã kể cho các vị nghe không ít câu chuyện rồi đó đều là những chuyện mà đích thân ông gặp phải tại vì sao lại gặp phải những loại ác quỷ này vậy tại vì sao người khác không gặp từ đó cho thấy ở trên định luật nhân quả đã nói là giọt nước hạ cơm đều do tiền định những ác quỷ ác thần này bạn ở trong đời quá khứ Không có ác duyên với họ Nên họ không gây chuyện với bạn Đều là do trước đây hoặc là ngày nay Bạn có bạo phạm đến họ Mắc lỗi với họ Họ mới đến để gây chuyện với bạn Chính mình không có tu trì, không có đức hạnh nên họ không tôn trọng bạn. Cho nên bạn dễ gặp phải những chuyện này. Những sự việc này thật sự có. Ở đây Phật dạy chúng ta phương pháp tu hành. Đảng đương chim lễ cập cúng dường. Địa tạng Bồ Tát Đại Sĩ Tượng Như thị sơn lâm đại hải trung Ưng thị chư ác giai tiêu diệt Trong văn trường Hàn nói rõ ràng Chúng ta trong lúc Trước khi chưa xuất phát đi du lịch Đọc kinh địa tạng Niệm danh hiệu Bồ Tát địa tạng đủ một dạng biến tu học Phải chí tâm xưng niệm Bốn chữ này vô cùng, vô cùng quan trọng Thật tâm xưng niệm Tư duy công đức của Bồ Tát Nói theo hành nghi của Bồ Tát Thì quỷ thần không những không làm não hại bạn mà còn bảo vệ bạn vì sao vậy họ tôn kính bạn đây cũng là những việc mà chúng ta hiện nay thường hay gặp phải nếu bạn thường hay đi ra ngoài du lịch thì nhất định phải biết sau cùng tổng kết quán âm chí tâm thính ngô thuyết địa tạng vô tận bất tư nghị bách thiên vạn kiếp thuyết bất châu quản tuyên đại sĩ như thị lực trong phần khoa phán có ghi kết tụng phổ cáo lưu bố Thế Tôn Quyên Bồ Tát Quán Thế Âm Lưu Thông Bộ Kinh Điển này Đương nhiên Bồ Tát Quán Thế Âm Sẽ đi khắp nơi Giới thiệu cho mọi người biết Hành nghi của Bồ Tát Địa Tạng Vì sao vậy? Nếu như không có nền tảng của Bồ Tát Địa Tạng Thì lòng từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm Sẽ không có nơi nương tựa Lòng từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm Từ đâu mà có Nó phát huy rạng rỡ từ hiếu kính Phật Pháp Đại Thừa ở Trung Quốc xây dựng hình tượng vô cùng có đạo lý lấy bốn vị đại bồ tát để làm tượng trưng cho nên bắt đầu học đại thừa từ đâu bắt đầu học từ địa tạng địa là tâm địa hiện nay chúng ta gọi là kiến thiết tâm lý Kiến thiết tâm lý là căn bản Khoa học kỹ thuật Trong thế gian hiện nay Thay đổi từng ngày Mỗi một thành phố lớn Bạn xem gì vật chất Họ xây dựng cao ốc cao ốc hơn một trăm tầng trong rất nhiều thành phố lớn chúng ta đều có thể nhìn thấy thế nhưng tại vì sao xã hội không thể an định vậy tại vì sao đời sống không được hạnh phúc là do lơ là việc xây dựng tâm lý không có tâm lý vững vàng thì con người thuận theo tập khí phiền não của mình mọi người đều tranh danh đoạt lợi mạnh phu tử nói rất hay nếu như trên dưới đều cùng nhau tranh lợi thì nước đó sẽ lâm nguy chúng ta thử xem thế giới hiện nay đúng như câu nói này của mạnh phu tử mọi người có tin không không tin sợ là đến cuối thế kỷ sẽ tính sổ một lượt đây là điều chúng tôi thật sự nơm nớp lo sợ Tiêu trừ tai nạn Nhất định phải dựa vào việc xây dựng tâm lý Mỗi một người Đều hiểu được đạo hiếu Đều khẳng định đạo hiếu Đều có thể dùng tâm hiếu kính Để đối nhân sự thế dùng tâm đại từ đại bi giúp đỡ tất cả chúng sanh thì tai nạn của thế gian này sẽ lập tức được hóa giải xua tan mây mù cho nên chúng ta biết bồ tát địa tạng pháp môn địa tạng là gốc tôi đã giảng rất nhiều lần Phật Pháp không có gì khác Chính là một chữ hiếu Dân từ Trung Quốc nói thật ra Là đã hiển bày ra sự Không thể nghĩ bạc của Pháp môn này Chữ hiếu của Trung Quốc Là chữ hội ý Chúng ta nhận ra được ý nghĩa của chữ này Trong chữ hiếu hàm chứa ý nghĩa gì? Tận hư không khắp pháp giới là một thể Đây là hàm nghĩa của chữ này Phía trên nó là chữ lão Bên dưới là chữ tử Lão là thế hệ trước Tử là thế hệ sau Thế hệ trước còn có thế hệ trước nữa Quá khứ vô thủy Thế hệ sau còn có thế hệ sau nữa Vị lai vô chung Vô thủy vô chung cấu thành một thể, đây là hiếu. Trên kinh Phật thường nói hư không và pháp giới là một thể phật dạy chúng ta tâm lượng phải là tâm bao thái hư lượng chu xa giới đây là ý nghĩa của chữ hiếu dọc cùng ba mé ngăn khắp mười phương cũng là ý nghĩa của chữ hiếu chữ này bao hàm thật sự là không thể nghĩ bàn cho nên việc tu học của nhà phật khởi đầu từ hiếu đạo cuối cùng đến thành phật thì hiếu đạo mới viên mãn như vậy gọi là thành phật Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá Nên hiếu đạo vẫn còn hiếm khuyết một phần Ai có thể thực hiện hiếu đạo được viên mãn vậy? Chư Phật như Lai Mới thật sự thực hiện đạo hiếu được viên mãn sau khi thế tôn diệt độ ngài đem trọng trách giáo hóa chúng sanh giao phó cho bồ tát địa tạng đạo lý là ở chỗ này ai là bồ tát địa tạng ai hiểu được hiếu đạo ai có thể tu hiếu đạo ai có thể phát huy hiếu đạo thì người đó chính là bồ tát địa tạng Bồ Tát Địa Tạng rất nhiều Trên kinh chúng ta đọc thấy Đại sĩ Vô biên thân Vô lượng vô biên Đều là Bồ Tát Địa Tạng Tâm Đại Tư Đại Bi Của Bồ Tát Quan Thế Âm Là sự phát huy rạng rỡ hạnh hiếu của bồ tát địa tạng chúng ta nói cái tâm hiếu thảo cha mẹ tôn kính sư trưởng này ngày nay hiếu thuận tất cả chúng sanh tôn kính tất cả chúng sanh vậy thì là biến thành bồ tát quan thế âm rồi hiếu kính Phải nương vào lý tánh Cho nên đời sống Đối nhân xử thế của chúng ta Phải dùng lý trí Không nên dùng cảm tịnh. tình Tin là mê Tin là vọng tưởng phân biệt chấp trước Tin chính là tạo tội nghiệp Tình thức Biến hiện ra lục đạo tam độ Trí huệ Biến hiện ra pháp giới tư thánh Nhất chân pháp giới Đó là sự khác biệt Giữa tình và trí Người thế gian chúng ta cũng thường nói Phải có lý tính phải có lý trí không được xử sự theo cảm tình bồ tát văn thù về chúng ta những điều này bồ tát phổ hiền là thực hiện ba loại này hiếu thảo cha mẹ tôn kính sư trưởng đại từ đại bi trí huệ thực hiện vào trong đời sống đây chính là Bồ Tát phổ hiền. Đây là điểm đặc sắc của Phật pháp Trung Quốc. Lấy bốn vị đại Bồ Tát làm bốn trụ cột cho việc dạy học của Phật pháp Đại thừa. Nó tạo thành Cung điện rực rỡ huy hòa Bốn trụ cột này không được thiếu một trụ nào Cho nên chúng ta phải biết Bắt đầu học Phật Pháp từ đâu Thế Tôn căn dặn Bồ Tát Quan Thế Âm lưu thông cũng chính là chỉ dạy chúng ta đặc biệt là ở thời đại mạt pháp vì sao vậy những gì trên kinh nói toàn là sự thật trước mắt chúng ta chúng ta không có cách gì giải quyết phải dựa vào người giác ngộ như chúng ta đi tuyên dương nói rõ với tất cả đại chúng không những chúng ta phải giảng nó cho rõ ràng mà bản thân chúng ta phải thật sự làm được tiêu trừ được nghiệp chướng tai nạn của mình sau đó chúng ta mới có thể giúp đỡ người khác những gì chúng ta giảng mới có y cứ sự thật đích thực những tai nạn này xảy ra ta có thể may mắn tránh được tại vì sao có thể may mắn tránh được vậy y giáo tu học ta quỷ nhập vào người là việc thường hay xảy ra người học phật chúng ta gọi là ma dựa ma dựa là gì tức là ta mỹ nhập vào người hầu như khu vực nào chúng ta cũng nhìn thấy bản thân chúng ta có hay không cũng có có điều không có nghiêm trọng đến như vậy rất nhiều đồng tu tối ngủ bị quỷ đè rất nhiều người có kinh nghiệm này rồi tôi trước đây cũng thường hay bị ma đè trong tâm biết rất rõ nhưng không cử động được sau khi học phật thì không còn nữa Trước đây Lý Lão Sư nói cho chúng tôi biết là quỷ đè Trên Kinh Phật cũng có Khi thời giận của con người bị suy Họ sẽ đến ức hiếp người đó Khi thời giận của con người rất thịnh vượng Thì họ không dám đến gần bạn Khi thời vận của bạn suy rồi Họ sẽ ức hiếp bạn Họ đến đè bạn chúng ta từ trong những sự thật này nhận ra được thật sự là có chuyện đó không phải giả hiện nay ở trong nước ở nước ngoài cũng có nước mỹ cũng có người trung quốc gọi là khả năng đặc biệt chúng tôi ở nước mỹ cũng nhìn thấy họ có con mắt thứ ba họ có thể nhìn thấy những thứ rất kỳ lạ này mà mắt thương của hầu hết mọi người chúng ta không thể nhìn thấy nhưng họ có thể nhìn thấy họ có thể nhìn thấy loại quỷ đè này nhập vào người họ có khả năng nhìn thấy cũng có thể nhìn thấy trong nội tạng của con người có bệnh hay không Trước đây ở Miami tôi có gặp được mấy người Mỹ. Miami là một nơi rất kỳ lạ. Có rất nhiều con người kỳ lạ sống ở nơi đó. Lúc đó, người tiếp đãi tôi là cư sĩ tăng Hiến Vĩ. Ở nơi đó ông có thành lập một ngôi niệm Phật xã Mời tôi đến giảng kinh Cư sĩ Tăng Đã từng học qua thiền Cũng từng học mật như một số vị lạc ma Ông rất là hiếu kỳ Rất thích về những sự việc này Cho nên đối với loại người này Ông tiếp xúc rất nhiều chúng tôi thường hay nghe ông kể về những chuyện này là thật sự có có nên sợ hay không không nên sợ hãi có sợ cũng vô ích không thể nói với bạn là sợ thì họ sẽ không đến càng sợ họ càng làm dữ hơn việc gì phải sợ họ chứ bạn không sợ họ họ không hù dọa bạn được họ dùng hết thủ thuật rồi thì tự nhiên họ sẽ rút lui thôi khi bạn thật sự sợ họ họ cảm thấy rất hiệu quả họ sẽ đến khống chế bạn bạn không sợ họ không quan tâm họ thì họ sẽ không cách gì khống chế bạn được rồi nhất là chúng ta tu tâm thanh tịnh cảnh giới cao nhất là Vô ngã Đúng như trên Kinh Kim Cang vậy Phá bốn tướng rồi Thì tất cả yêu ma quỷ quái đều không còn Không thể bám vào đâu được Chúng ta hiểu rõ đạo lý này Biết những sự thật này Biết là mình cần phải tu học như thế nào Để thành tựu công đức chân thật Thành tựu diệt lợi ích chúng sanh của chính mình. Quỷ thần Ma Dương cũng như vậy. Đến khi họ không có cách gì quấy nhiễu bạn, thì họ sẽ quay lại quy y hộ Pháp. Chúng ta thấy Ma Dương ba tuần làm hộ pháp cho thích ca ni phật họ muốn phá hoại phật pháp thật ra là tỳ kheo thời kỳ mạt pháp không thể y giáo phụng mạnh họ sẽ đến gây chuyện người chân thật có tu có học thì họ vẫn tôn kính hộ trì ma cũng hộ pháp đây chính là tên kinh phật gọi là tất cả chúng sanh đều có phật tánh ma cũng có phật tánh lời mạnh tử nói có người ai cũng có lòng trắc ẩn nói như vậy đều rất có đạo lý người ác đi nữa khi nhìn thấy người khác thọ khổ có khi cũng sanh tâm cảm thông cũng có thể sanh tâm thương xót người ác còn có thể sanh tâm như vậy huống hồ người thiện chứ cho nên tự hành có thể cảm hóa hết thảy người ác ác quỷ ác thần cũng đều có thể được cảm hóa chúng ta xem kinh văn dưới đây địa tạng danh tự nhân nhược văn Nại chí kiến tượng chim lễ giả Hương hoa y phục ẩm thực phụng Cúng dường bách thiên thọ diệu lạc Nhược năng dĩ thử hồi pháp giới Tất cánh thành Phật siêu sanh tử Chúng ta đọc đoạn kinh văn này mới biết công đức của việc tạo tượng thù thắng không thể nghĩ bà nguyên nhân do đâu là cho tất cả chúng sanh có cơ duyên nghe danh hiệu nhìn thấy hình tượng bạn cho họ cơ hội này nên công đức rất thù thắng Tuy nhiên ở trong đây có một dịp Chúng ta cần phải biết Khi Phật Pháp thịnh hành Mới có công đức vô cùng thù thắng Vì sao vậy? Mọi người nhận biết Nghe thấy danh hiệu Nhìn thấy hình tượng Bồ Tát Địa Tạng liền sanh lên tâm hiếu thảo cha mẹ sanh lên cái tâm tôn sư trọng đạo sanh lên cái tâm noi theo hạnh nguyện của bồ tát đây là danh hiệu hình tượng gợi lên thiện niệm của chúng sanh công đức đó là quá thuộc thắng nếu như Phật Pháp suy yếu Không có người tuyên dương Mọi người xem hình ảnh Phật Bồ Tát Là thần tượng Là mê tín Không thể nói không có công đức Chỉ là hiện tiền không đạt được Cái công đức này Hiện tiền đạt được là điều gì? Khiến cho tất cả chúng sanh tạo nghiệp Khiến cho đại chúng xã hội nói Các anh đề sướng mê tín Các anh lễ bái thần tượng Tuy là tạo tội nghiệp Nhưng hình tượng này Vừa qua nhãn căng Danh hiệu vừa qua căng tai Thì dính diễn thành hạt giống đạo Công đức là ở chỗ này Tuy nhiên họ tạo tác tội nghiệp Có phải là thọ báo hay không? Phải thọ báo Quả báo tội nghiệp ở tam độ Tam độ báo hết rồi Sau đó ra khỏi tam độ Gặp được thiện duyên Thiện căn của bạn chín mùi Nhờ cơ duyên này mà được độ Đạo lý này chúng ta phải biết Khi nào xây tạo tượng Phật Là thích nghi nhất vậy sau khi kinh giáo được phổ biến tuyên dương với mọi người đắp tạo hình tượng phật bồ tát là đem lại chánh tri chánh kiến cho con người công đức này là vô lượng vô biên cho nên chúng ta có nghĩa vụ phải tạo ra cơ hội để giáo dục là vô cùng quan trọng hiện nay ở các nơi trên thế giới tất cả kiến trúc phật giáo Bất kể là cổ đại hay là hiện đại Phần lớn đều biến thành điểm tham quan thông thường Đi tham quan du lịch Đều đi đến những nơi này để viếng thăm Nếu như ở trong những trường hợp này Có thiện tri thức Bất luận là xuất gia hay tại gia đem ý nghĩa tượng trưng của hình tượng phật bồ tát giới thiệu với họ một cách đơn giản đây là cơ hội giáo dục họ đến tham quan đạo tràng trong đạo tràng thờ cúng những vị phật bồ tát này bạn giới thiệu từng vị từng vị cho họ biết ngày biểu thị cho ý nghĩa gì giống như giảng một tiết học cho những vị khách tham quan này vậy khiến cho họ không đến nỗi hiểu lầm đối với phật pháp nói cho họ biết cái này tuyệt đối không phải là lễ bái tượng thần toàn bộ tất cả đồ trưng bày trong nhà phật đều có ý nghĩa dạy học rất sâu ở trong đó Không những hình tượng Phật Bồ Tát Mà là ngay tất cả kiến trúc Tất cả đồ bày biển bên trong Chúng ta nói những đồ cúng như hương hoa, tràng phan Bảo cái Đều là tướng trưng Dùng danh từ giáo dục hiện nay để nói Đây là giáo cụ Là công cụ dạy học Khiến cho sáu căn chúng ta tiếp xúc đến liền nghĩ đến Nó có ý nghĩa gì Ta cần phải học tập như thế nào Dùng những thứ này từng giây từng phút Mà nhắc nhở chúng ta Chỉ sợ chúng ta quên mất Chỉ sợ chúng ta ở trong đời sống Lại bị mê hoặc cho nên dùng những phương pháp nghệ thuật này khiến cho chúng ta vừa vui thích vừa có thể nhắc nhở chúng ta đây là nghệ thuật dạy học cao độ không phải mê tín mê tín là do các bạn hiểu lầm hiểu sai đi tại vì sao các bạn lại hiểu lầm tại vì sao hiểu sai vậy không có người nói rõ ràng chân tướng sự thật cho các bạn biết Cho nên đại chúng xã hội hiểu lầm là có thể tha thứ được Lỗi lầm là do chúng ta làm người đệ tử Phật Hai chúng xuất gia tại gia chúng ta Chưa có gánh giác trách nhiệm Chưa có nói rõ ràng minh bạch sự việc này Cho đại chúng xã hội biết Tại vì sao nghe danh hiệu Thấy hình tượng lại được lợi ích Rốt cuộc họ được lợi ích bao lớn Chúng ta cũng phải biết rõ ràng Sáng tỏ Hai câu sau cùng này rất hay Nhược năng dĩ thử hồi Pháp giới Hồi hướng Pháp giới Hồi hướng Pháp giới là thế nào? Nói thật ra là Mở rộng tâm lượng mà thôi Chúng sanh trong thế gian Niệm niệm đều là gì lợi ích của bản thân mình Cho nên Mâu thuẫn xung đột với xã hội Với những chúng sanh khác là dính diễn không thể tránh khỏi. Là không thể tránh khỏi. Nếu như bạn mở rộng tâm lượng thì vấn đề này sẽ được giải quyết ngay. Chúng tôi xin nêu ra thí dụ. Các vị từ trong thí dụ này suy nghĩ thật kỹ xem. chúng ta sống ở trong nhà của mình khi chưa có đi ra ngoài cũng thường hay xảy ra xung đột với hàng xóm và bạn bè thân thích của mình khi rời khỏi quê hương đến sống ở tỉnh khác Gặp được người của quê hương mình Thì ồ, đây là đồng hương của chúng ta Thấy vô cùng thân thiết Người đó thì không khác Khi ở quê hương thì xung đột Ra bên ngoài thì rất thân thiết Cái dòng đó được nới rộng ra một cấp rồi Đây là người cùng quê hương với chúng ta Nếu như đi ra sống ở quốc gia khác Gặp được người nước mình Thì tình thân đó là khác nữa rồi người đó không phải đồng hương cũng không phải cùng tỉnh chúng ta cùng là người một nước nên bạn xem họ sẽ khác nếu như tâm lượng của bạn mở rộng tận hư không khắp pháp giới là một nhà thì bất kỳ chúng sanh cõi nước chư phật nào bạn nhìn thấy cũng rất là thân thiết ý nghĩa của hồi hướng là ở chỗ này cho nên những sự hiểu lầm nhỏ xung đột nhỏ thấy đều phải hóa giải hết chỗ vĩ đại của đức phật là phật xem tận hư không khắp pháp giới là nhà của chính mình người nhà có hiểu lầm về ngài chứ ngài không có hiểu lầm về người nhà đây là thật chứ không phải là giả tận hư không khắp pháp giới là chính mình tôi nói nhà là vẫn chưa nói đến chỗ chính xác tận hư không khắp pháp giới phải là chính mình đây là nói lời chân thật với bạn hoàn toàn chính xác không giả chút nào tập pháp giới y chánh trang nghiêm chính là thân tướng của mình cái thân gì pháp thân đến khi nào chúng ta chứng được pháp thân thanh tịnh đến ngày nào bạn bỗng nhiên giác ngộ tận hư không khắp pháp giới là chính mình thì bạn chứng được Pháp thân thanh tịnh rồi Khi bạn chứng được Pháp thân thanh tịnh Thì cái thân hiện nay của bạn là thân nghiệp báo Lập tức liền biến thành báo thân viên mãn Báo thân viên mãn là gì? Trí huệ liền hiện tiền Báo thân viên mãn là thân trí huệ Bạn sống ở trong trí huệ chân thật Chúng tôi thường nói Bạn sống là đời sống trí huệ cao độ Cái thân đó chính là báo thân Bạn dùng Tâm thương yêu của bạn giúp đỡ tất cả chúng sanh Đó là hóa thân Trăm nghìn dạng ức thân bạn thử xem căn tính của chúng sanh khác nhau Chúng loại khác nhau Nguyện vọng khác nhau Bạn phải dùng phương pháp khác nhau Để giúp họ mãn nguyện Để có thể chăm sóc họ Để có thể lợi ích cho họ Đây chính là Trăm nghìn ức hóa thân Phẩm kinh này Học đến đây là kết thúc rồi Những gì mà trong phẩm kinh này nói Hoàn toàn là hoàn cảnh sống hiện nay của chúng ta Là chân tướng sự thật Những phương pháp và lý luận Mà Phật truyền trao cho chúng ta Cũng chính là nhu cầu bức thiết của chúng ta Chúng ta hiện nay sống trong môi trường sống này Mỗi ngày dắt óc suy nghĩ Cũng không tìm ra được phương pháp giải quyết ở đây Phật hết thảy đều nói ra cho chúng ta biết rồi, bạn thấy ngài từ bi đến cực điểm rồi. Chín nghìn năm thời mà pháp chỉ có pháp môn này là có thể cứu độ. Nên nói này là thật chứ không phải giả. lấy pháp này làm nền tảng là nền tảng đích thực. Chúng tôi trong lúc khai kinh đã nói với các vị rồi. Nội dung mà trong bộ kinh này nói là Phước thứ nhất trong tam phước của quán kinh Từ toàn kinh mà nhìn Cũng thấy đầy đủ viên mãn 11 câu trong tam phước của quán kinh Pháp môn tịnh tông là lấy cái này làm nền tảng Dùng cái cơ sở này để niệm Phật cầu giảng sanh Thì chắc chắn được sanh tịnh độ Hơn nữa có thể khẳng định Là thượng bối giảng sanh Trong tam bối chắc chắn là thượng bối giảng sanh Từ bỏ đi cái nền tảng này Thì chưa chắc có thể giảng sanh được rồi Điều đó hoàn toàn là xem cơ duyên người thế gian gọi là xem vận may bạn có gặp được bạn lành hay không cơ duyên không phải ngẫu nhiên mà có được vẫn là do trong đời quá khứ thiện căn phước đức đã chín mùi gặp được duyên mới có tác dụng Lúc sắp mạng chung họ mới có thể tin Có thể nguyện, có thể hành Họ mới có thể hối cải Nếu như đặt nền móng từ kinh địa tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Vậy thì nền móng này của bạn là quá kiên cố Quá vững chắc rồi cho nên nhược năng dĩ thử hồi hướng pháp giới tất cánh thành phật siêu sanh tử câu này chúng ta có thể tiếp nhận có thể tin có thể khẳng định thì cố quán âm nhữ đương tri phổ cáo hằng xa chư quốc độ chúng ta kính mến bồ tát quan thế âm Thì cần phải noi theo Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát Quan Thế Âm phổ biến tuyên dương Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện Đến với hằng xa cõi nước Chúng ta cần phải nên học tập Phải cần nên tuyên dương Nhất là chú giải Của Pháp Sư Thanh Liên Chú giải rất hay Chúng ta học tập bộ kinh này Hoặc giả hoàng dương bộ kinh này Có bản chú giải này Làm tư liệu tham khảo là đủ rồi Trong đây Có trích dẫn căn cứ kinh điển Ngày sưu tập Không ít tư liệu Khi chúng ta Khuyên bảo người khác Thì có thể sưu tập những câu chuyện Sự thật cảm ứng gần đây Giống như trên kinh nói Để càng tăng thêm niềm tin cho thính chúng hơn Được rồi, hôm nay chúng ta chỉ dạng đến đây thôi a di đà -v.